uống rượu bia dắt xe máy qua chốt kiểm tra nồng độ cồn vẫn có thể bị xử phạt. Xin hỏi người lái xe máy uống rượu bia khi thấy cảnh sát giao thông hoặc chốt kiểm tra nồng độ cồn thì xuống dắt xe đi bộ có thể coi là hành vi đối phó với lực lượng chức năng không? Và việc uống rượu bia dắt xe máy qua chốt kiểm tra nồng độ cồn có bị xử phạt không? Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, tại khoản 6 điều 5 quy định nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Nghị định số 100-2019 NDCP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123-2021 NDCP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. Tại các điều 5, điều 6, điều 7, điều 8 đã quy định cụ thể chế tài xử phạt đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông theo nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ, với quyết tâm hình thành văn hóa đã uống rượu bia, không lái xe. Đối với hành vi đối phó với lực lượng chức năng như xuống xe, dắt bộ xe máy qua chốt kiểm soát nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.